Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật 21 tháng 4 năm 2019 đến với VATV sáng nay. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi chương trình Tìm hiểu về Phật Đản do Thanh Trúc thực hiện. Chương trình chào Washington và Thanh Trúc xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, khi mà qua những ngày đông giá và mùa xuân về trên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đó, thì mọi người lại đến với những cái lễ hội ngoài cái gọi là cherry blossom, hoa đào ở vùng Washington DC này đó. Thì thưa quý vị, về mặt tinh thần thì các chùa ở đây cũng rộn ràng tổ chức lễ hội Quán Thế Âm. Sau đó đó thì lại chuẩn bị cho một cái đại lễ của Phật giáo, tức là Phật Đản sanh. Và hôm nay thì Thanh Trúc có mời được một vị tu sĩ Phật giáo là thầy Thích Từ Trung ở chùa Niết Bàn ở tại tiểu bang Virginia này. Thanh Trúc xin kính chào thầy Thích Từ Trung. Dạ, Di Đà Phật chào chị Thanh Trúc. Dạ vâng, thưa, mọi năm đó thì là ở đây tất cả các chùa lớn nhỏ ở trong vùng đó cũng đều có tổ chức lễ Phật Đản theo cái nghi thức lớn nhỏ của từng chùa. Thì thưa thầy, năm ngoái đó là Thanh Trúc đã thấy là có một cái gọi là Vê Sắc, lễ Vê Sắc cũng là rất là quan trọng, một cái rất là quan trọng khi mà đến cái lễ Phật Đản sanh. Năm nay á, thì là cũng sẽ có cái Vê Sắc đó, nhưng mà trước khi mà nói đến Vê Sắc thì Thanh Trúc muốn hỏi thầy là cho đến lúc này ngồi đây đó, trong cái chương trình này thì thầy muốn bày tỏ về cái ý nghĩa trọng đại của lễ Phật Đản sanh như thế nào thưa thầy? Chị kính chào chị Thanh Trúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn và trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử. Một lần nữa mùa xuân lại về ở trên vùng DC, đất nước Mỹ này, và đặc biệt là tại vùng Washington DC. Khi mùa xuân về đó thì trăm hoa nó đua sắc, thì cũng vậy, cách đây 2643 năm, sự có mặt của Đức Phật đã xuất hiện tại thế gian này. Và kính thưa chị cũng như là toàn thể quý đồng hương Phật tử, thì Phật Đản là một sự kiện lớn mà tất cả nhân loại đã điều hướng về cái ngày đản sinh của Đức Phật. Và đặc biệt là vào ngày 28 tháng 10 năm 1999, đại diện cho 34 quốc gia đã đề cử lên Hội đồng Liên Hợp Quốc về Vesak Day, tức là cái ngày chung, và đặc biệt trong đó là ngày đản sinh của Đức Phật. Thì kính thưa chị cũng như là toàn thể quý đồng hương Phật tử, chúng ta biết rằng đó thì ngày đản sinh của Đức Phật, khi mà Ngài xuất hiện ở thế gian này, thì mang lại cái bức thông điệp rất là lớn đến cho nhân loại. Thì như chúng ta biết rằng năm nay là năm thứ ba của tăng già, cũng như là toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử ở tại vùng ở Đông Bắc Hoa Kỳ này tổ chức cái sự kiện mừng ngày đản sinh của Đức Phật. Và đặc biệt mà chúng ta hay nghe cái từ là Vesak, tức là cái ngày này đã được Hội đồng Liên Hợp Quốc thống nhất thông qua vào ngày 12 tháng 11 năm 1999, và lấy cái ngày này để kỷ niệm về ngày đản sinh của Đức Phật, và đặc biệt cũng như là ngày thành đạo và ngày nhập Niết Bàn của Đức Thế Tôn. Thì cái Vesak, hay chúng ta còn gọi là cái ngày tam hợp, tức là ba cái ngày sự kiện đó, nó lên cái sự quan trọng của Đức Phật có mặt ở thế gian này để kỷ niệm ngày Thế Tôn, một vị giáo chủ và khai sáng ra Phật giáo. Và hôm nay chúng ta có mặt ở đây và mọi người đang theo cái lời dạy của Đức Phật để thực tập ở trong cái cuộc sống hàng ngày.
Dạ vâng, à, thưa Thầy, trải qua bao nhiêu là thế kỷ cho đến lúc này thì chúng ta đang ở Phật lịch 2563. Dạ, còn nếu mà nói về Phật đản sanh riêng đó thì là ở đây đó chúng ta có cái năm là 2643. Thưa, đó là một cái chiều dài lịch sử về về cái đức tin đối với Phật giáo. Dạ, đối với nhiều người ở trên thế giới cũng như là nói riêng ở Hoa Kỳ này, mà đặc biệt là đối với người Việt ở hải ngoại này đó, thì làm thế nào để chúng ta thấy rằng Phật đản đó trở thành là một cái văn hóa? Thánh Trúc nghĩ đây là cái nhiệm vụ của những người đi theo con đường tu học Phật giáo như quý thầy đó, thì là làm thế nào để đó là một cái văn hóa mà mọi người nhìn vào đó thấy rằng một cái nét văn hóa có thể nói là cao quý mà người ta vẫn có thể theo được, dù cho là không phải là Phật tử, người ta vẫn ngày đó Phật đản sanh người ta vẫn tới chùa, người ta vẫn dùng những món chay tịnh và người ta có thể đảnh lễ Phật hay là chỉ vãn cảnh chùa thôi. Làm thế nào đó là cái trọng trách của quý tu sĩ, thì thầy thấy như thế nào? Kính thưa chị, kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử, như chúng ta biết đó, sau khi Đức Phật ngài có mặt ở thế gian này thì cho đến bây giờ trải qua một chiều dài 2643 năm với cái niềm tin cũng như sau một quá trình mà Phật giáo đã được chuyển tải khắp nơi trên thế giới này và đặc biệt là đi vào trong Việt Nam ở đầu thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, thì đối với những người Việt của chúng ta đó thì dù ở đâu mình có theo Phật hay không theo Phật, nhưng mà cái nguồn cội về ông bà tổ tiên, những cái truyền thống văn hóa tín ngưỡng dân gian thì nhiều lắm, thì cái đó nó tùy vô cái căn cơ trình độ và cái duyên của mỗi người. Nhưng mà cái đặc biệt đó, khi mà mình có một cái sự niềm tin vô lời dạy của Đức Phật và chúng ta có thực tập được lời dạy của Đức Phật, thì từ những cái tín ngưỡng chẳng hạn như mình thờ cúng ông bà, tổ tiên, cha mẹ, bởi vì ai trong tất cả chúng ta cũng đều có cha, có mẹ, có ông bà, tổ tiên, cho nên cái tín ngưỡng dân gian của người Việt của chúng ta là tôn thờ như vậy để nói lên cái tinh thần hiếu đạo. Và từ cái chỗ đó, đó nếu như chúng ta có sự thực tập và lời Phật dạy nữa thì nó giúp cho chúng ta rất là nhiều về ở trong cái cuộc sống hiện tại này, và đặc biệt là nỗi khổ niềm đau. Cái này nó không riêng gì tôn giáo nữa, nó không riêng gì cho bất cứ ai, bởi vì cái tiến trình sanh già bệnh chết đó là quy luật tự nhiên thôi. Và Đức Phật ngài có mặt ở cuộc đời này cũng vậy, ngài cũng đã nói lên cái thông điệp đó, con người ai cũng phải sinh già bệnh chết, bởi vì con người mình sống nhiều lắm là trong vòng 100 năm thôi, thì đương nhiên là phải có ông bà tổ tiên của mình, có những người trước rồi có những người sau. Thì chính vì thế đó mà cái chiều dài của trong cuộc sống này đối với là kiếp sống của nhân sinh thì nó vô cùng tận, trừ trường hợp như các bậc thánh chư Phật các ngài đã tu chứng ngộ, các ngài nhìn thấy để chỉ bày cho chúng ta những cái phương pháp để làm sao mình tu tập theo lời Phật dạy để chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống này. Cái đó là cái điều chính yếu, bởi vì nếu như mình không có cái niềm tin vào ở trong một cái tôn giáo nào, và đặc biệt là lời dạy của Đức Phật nó không thiên về tôn giáo nữa, nhưng mà cái đó là chân lý, đó là sự thật ở cuộc đời này thôi, mình có muốn hay không muốn ai rồi cũng phải chết. Cho nên chính vì thế mà mình tôn trọng những người quá cố, những người đã qua. Thì chính vì thế mà trong cái mùa Phật đản này nè, thì đối với tất cả những người Việt của chúng ta dù ở đâu thì chúng ta cũng nên hướng về chùa, hướng về những ba ngôi tâm bảo để chúng ta có sự tu tập, cống hiến tí xíu gì đó để hồi hướng công đức cho những người quá cố. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.